Ui sổ, Ngộ Không của mình lên 10 sao rồi này. Biết đâu ở bên này mình mở 22 cái dương tướng đỏ ngẫu nhiên này nó lại ra một mảnh nữa thì sao? Tôi cũng không đi. Có không? Ui giời. À, lên luôn đi. Wow, lên 11 sao rồi anh em ơi. Hello, cho mình nó quay trở lại với tựa game Tây Du Béo nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách xây dựng một cái đội hình cực kỳ ngon lành cái nào ở ngày đầu tiên nhá. Đấy, thì hiện tại mình chơi server 28 và đây cũng là ngày đầu tiên của mình luôn. Mình chơi mới được có vài tiếng rồi. Sau khi chơi vài tiếng thì mình cũng lên được hạng 77 ở trong bảng xếp hạng vượt ải này. Lực chiến thì là 105 nha. Tôn Ngộ Không của mình thì cũng lên được 8 sao rồi anh em ơi. Và mình thì vẫn đang cày chay nha, chưa nạp lần đầu tí nào luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến ngay với cách build đội hình ở ngày đầu tiên nha. Trước khi đến cái việc là sắp xếp đội hình sao cho nó hợp lý thì ở đây chúng ta có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng là cái thuộc tính anh em nhá. Tướng của chúng ta có 5 hệ là lôi phong thủy hỏa thổ. Nếu như anh em mà ra trận 5 vị tướng trong cùng một hệ á, thì những cái chỉ số của anh em sẽ được cộng là 20% công và 30% HP. Tương tự như thế, 4 tướng cùng một hệ thì công sẽ được cộng 15% và HP là cộng 20%. 3 tướng thì ít hơn, 11% công và 15% HP. 2 tướng thì chỉ được 7% công và 10% HP mà thôi. Nhưng nếu như anh em ra trận mỗi tướng một hệ giống như mình đang chơi ở đây anh em nhá, thì cái chỉ số này được cộng là 17% công và HP là 23%. Mình thấy rất chi là ngon lành cành đào nha. Và thêm một cái lưu ý quan trọng nữa là nếu như 5 vị tướng của chúng ta ra trận mà đạt những cái số sao nhất định ấy, thì cũng sẽ được búp thêm những chỉ số rất là ngon nhé. Thế cho nên khi chúng ta xây dựng đội hình ấy, thì ngoài cái việc là liên quan đến cái hệ này ra quan trọng thì cái việc là cấp sao của vị tướng đấy nó cũng quan trọng không kém anh em ạ. Ok, bây giờ mình chỉ cần thay đổi cái em Bất Động Minh Vương này bằng một em khác ở bên hệ thổ này, 2 sao trở lên thôi là ok này. À đây thôi, có chiến sĩ sang Ngộ Tịnh này cũng được này, cho vào luôn anh em ạ. Đó, và nhiều sao hơn thì chắc chắn là lực chiến của mình cũng sẽ tăng lên nhiều hơn nha anh em. Còn sắp xếp vị trí các vị tướng ấy thì tướng thủ anh em xếp hàng trước này, chiến sĩ thì cũng có thể xếp được ở hàng trước này, nhưng riêng thích khách với cả trợ thủ thì anh em phải xếp nó ra đằng sau anh em nhé. Ok, để mình đổi vị trí cho Mạnh Bà với cả Na Cha một tí nhá, như thế này có vẻ là hợp lý hơn này. Ở ngay bên cạnh cái nút bày trận này thì game cũng đã đề cử cho anh em một số những cái đội hình ở giai đoạn đầu game. Mình thấy ở trong cái đội hình vượt ải cực tốc này có 2 em ngon là em Tôn Ngộ Không với cả em Diêm Vương nhé. Em Diêm Vương này có cái khả năng truy kích khá là hay đấy, cấm hồi sinh nữa. Còn nếu như mà kẻ địch trâu quá, giáp dày thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái đội hình hệ phong này, bởi vì nó có cái khả năng là rút sinh lực địch anh em nhé. Cái đội hình hệ thủy này thì mình thấy là thiên về đi PVP đánh người với người nhiều hơn, do là nó có nhiều khống chế anh em ạ. Đội hình thiêu đốt này mình thấy đi vượt ải cũng khá là ok anh em nhé. Mỗi tội là phải nâng đều tướng một tí, bởi vì cùng sống sót được ấy thì đội hình này nó mới phát huy được tác dụng nha. Còn nếu như anh em build lệch về một em thì khả năng cao là đội hình này nó sẽ không phát huy được tối đa hiệu quả của mình đâu. Cái đội hình phản kích hệ thổ này thì nó cũng là một ẩn số đấy anh em ạ. Anh em nào đang chơi rồi thì có thể để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Bởi vì là đội hình này thì mình cũng chưa có cơ hội để được test, chia sẻ thật với anh em là như vậy. Hướng đi của mình thì vẫn hướng đến cái đội hình là Thỉnh Kinh cơ, bởi vì gồm có 5 thầy trò Đường Tăng. Đây là đội hình mình nghĩ là nó phù hợp và toàn diện nhất, chơi từ đầu đến cuối game vẫn cứ là ok nhá. Nó cũng phù hợp với cả nhiều hoạt động nữa anh em ạ. Và thông thường ở trong một đội hình của anh em thì phải bao gồm có một sát thương chủ lực. Ví dụ như ở giai đoạn đầu mình thấy Ngộ Không đang cực kỳ là hot, sát thương của em nó rất là đảm bảo luôn. Thêm một em tướng nữa là em tướng thủ anh em nhé. Tướng thủ để có thể là tanh cứng được luôn đấy, đứng hàng đầu tiên nha. Em thứ ba cần phải có nữa là em hỗ trợ có cái khả năng hồi phục, hồi máu, hồi sinh nha. Còn 2 slot còn lại thì anh em có thể tùy chỉnh, có thể lấy thích khách, có thể lấy chiến sĩ, có thể lấy thêm thủ, có thể lấy thêm hỗ trợ, tùy vào một số ải cũng như là đội hình của kẻ địch nha anh em. Còn về cái việc nâng cấp level tướng ấy thì anh em luôn luôn là phải all in vào người Thỉnh Kinh trước này, sau đấy thì chúng ta mới nâng cấp đến vị tướng sát thương chính của mình. Bởi vì là các tướng còn lại thì cấp của nó lúc nào cũng thấp hơn hoặc là bằng người Thỉnh Kinh mà thôi. Đây thì anh em thể nhìn thấy đội hình của mình nhá. Người Thỉnh Kinh của mình level 800 và mình cũng nâng Ngộ Không lên level 800. Em thứ ba mình nâng cấp đến chính là em chư Bát Giới. Đấy, mình cần một em tanh thật là cứng ở hàng đầu nha. Rồi, nâng cấp chán chê mê mỏi đi. Sau đấy thì mình sẽ nâng cấp đến em Mạnh Bà. Em này có cái khả năng hỗ trợ rất là tốt nha. Rồi, ok luôn. Tiếp tục 10 lần nữa này. Rồi, ok, lên 590 rồi anh em. Biết là đủ để nâng cấp luôn cho chư Bát Giới lên 600 nhỉ. À, hết tài nguyên rồi anh em ạ. Cứ tạm thời như này đã. Sau đấy còn thừa tài nguyên thì mình bắt đầu mới nâng cấp thêm vào em sang Ngộ Tịnh hay là em Na Cha nhé. Đấy, đội hình ngày đầu tiên thì anh em cứ nâng cấp như thế là chúng ta đi vượt ải cũng như là leo tháp nó sẽ đảm bảo được sát thương anh em ạ. Hiện tại với cái đội hình này thì mình cũng đã vượt thông thiên tháp đến tầm 120. Hiện tại đang bị đứng một chút do là lực chiến bị ao quá. Lực chiến của kẻ địch đây là 367 vạn. Trong khi đấy thì mình mới có 270 vạn, chênh nhau cả 100 vạn thế này thì cũng hơi khoai. Nên là mình cứ tiếp tục là nâng cấp tướng thôi. Sau đấy thì mình sẽ quay lại chiến sau anh em nhé. Không vấn đề gì cả. Ok, thế thì ở ngày đầu tiên chúng ta cần làm gì để có thể kiếm được nhiều tướng để cho chúng ta có thể build được đội hình đa dạng, phù hợp với nhiều ải thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ở phần tiếp theo nha. Việc đầu tiên là anh em vào trong phần tự động nhấp này. Vào đây thì anh em bỏ cho mình ra là 3k kim nguyên bảo để mua lấy 10 con cóc vàng. Anh em treo máy bằng cái con cóc vàng đấy thì cái sức sát thương của nó gây ra sẽ được nhiều hơn và khi đi vượt ải chúng ta sẽ vượt nhanh hơn anh em nhé. Ôi anh em đừng tiếc kim nguyên bảo làm gì cả, ngày đầu tiên chúng ta kiếm được nhiều lắm. Ở trong cái phần nhiệm vụ này Đó, nhiệm vụ này nhá, thành tựu nha, ui dồi nhiều kinh khủng luôn. Cho nên là anh em cứ đầu tư ngày đầu tiên đây, không vấn đề gì đâu. Chỉ khi mà chúng ta đi vượt ải nhiều ấy thì chúng ta sẽ nhận được nhiều tướng đỏ anh em ơi. Nhiều tướng đỏ, bên cạnh đấy còn nhận được nhiều hồ lô nữa. Mở hồ lô ở trong này thì anh em biết rồi đấy, chúng ta có cơ hội sở hữu được tướng đỏ luôn. Đấy. Thôi bây giờ mình sẽ mở luôn nhá, để xem nhận được con tướng đỏ này hay không này. Hy vọng là lúc quay video nhân phẩm nó sẽ bùng nổ lên một tí. Đấy, có hồ lô đỏ luôn này. Wow, amazing. Hồ lô tím. U là trời. Đây đây đây, nhận thưởng luôn để mở một phát 3 cái luôn nhé anh em ơi. Liệu rằng là có ra tướng đỏ nó hay không đây? Hồ lô cam. Ui ơi, cày thế nhở. Có lại được thêm một cái hồ lô cam nữa này, 2 cái luôn. Mở thêm cái lục nữa đi. 2 cái cam đi. U là trời, cày thế nhở. Sao lúc quay video nó lại đen thế này nhở. Tiếp tục là hồ lô tím đi. Ui giời. Rồi, lại thêm một hồ lô cam anh em ơi. Mở thêm phát nữa đi. Đấy kìa. 6 thật đấy. Rồi. Hồ lô đỏ anh em ơi. Ơ kìa. Bực thực sự luôn nhá. Cú anh trưởng anh em ạ. Và khi mà chúng ta mở được nhiều hồ lô như thế anh em nhá, thì ở trong cái phần hoạt động hạn giờ này, anh em chuyển qua cái phần hồ lô đạt mốc cho mình nhá. Đấy, anh em thấy không? Ở cái mốc là 8.000 điểm linh khí ấy, chúng ta nhận được 100 cái mảnh tướng đỏ tùy chọn luôn. Đấy cũng là cách để mình nâng cấp cho em ngộ không của mình lên 8 sao ấy nha anh em. Mình đã mở full cái vòng đầu tiên rồi, đây là vòng 2 đấy anh em nhá. Ồ, được thực sự này. Đây này, nhiệm vụ của mình đang đi làm nhiệm vụ thêm để có thể là chiêu mộ thỉnh thần đấy, để mở thêm được cái cột mốc tiếp theo, lại 100 cái mảnh tướng đỏ tùy chọn nữa. Úi giời. Đấy, lúc nay mình đi leo tháp ấy, vẫn còn 27 cái vé này. Giờ mình sẽ mở luôn. Em được thêm ngộ không ngộ khủng gì không? Ồ, có anh Liêm này. Tiếp tục là anh nào? Ồ, không anh Nhi à? Mình sẽ bỏ ra luôn là 900 kim nguyên bảo để mua thêm 3 vé nữa để x10 luôn phát này nha anh em ơi. Ơ kìa, lại anh Liêm này, ra 2 anh Liêm liền. Ảo thật đấy. Đấy, mình vừa chưa mộ ra một đống tướng ấy. Thế bây giờ mình lại vào tăng sao thôi. Và khi mình tăng sao đấy thì cũng kích hoạt thêm được cái đồ giám. Nhất là lực chiến có thể tăng, cái thứ hai là nhận thêm dương nữa. Và để mình nâng cấp một loạt luôn đã nhá. Đấy, Hắc Vô Thường này. Mục Thiên Vương này. Ôi trời ơi, được luôn 3 sao. À, em này mình nâng cấp được 2 phát luôn này. Lên 2 sao, 3 sao luôn. Úi giời, ngon. Nó lại Bạch Vô Thường. À, lúc nãy là Hắc Vô Thường nhỉ? Hắc Bạch Vô Thường đúng không? Ngân Giác Đại Vương à? Cái luôn nhỉ. Ngô Cương này, từ tím thì cũng được, 1 điểm cũng ok. Đó, bây giờ mình sẽ vào phần đồ giám này, kích hoạt thêm được một chút lực chiến này. Đây này, tích điểm để có thể là mở dương trên này anh em nhá. Để xem ra là đủ điểm nhận cái dương kia chưa đây. 36, 37, 38 rồi này. 40. Ồ, sắp đủ điểm luôn đấy. 41, 2, 43. U là trời, còn 7 điểm nữa thôi. Nhận cái dương này không biết là mốc tiếp theo chúng ta lại nhận được phần thưởng gì nhỉ? Đây, quan trọng hơn là trong phần đồ giám mình nữa, chúng ta cũng có thể tăng thêm được lực chiến ở trong này anh em nhé. Tăng cấp nhóm này xem nào. HP 6% và công 6% nha. Thêm một cái nữa liên quan đến việc xây dựng đội hình ngày đầu tiên là trong cái phần trang bị ấy. Do level của chúng ta thì cũng đã nâng cấp all-in vào một em tướng chính rồi, là Tôn Ngộ Không ở trong đội hình của mình nha. Thì ở mục trang bị này anh em nên nâng đều một chút để các cái vị tướng của mình nó có thể sống sót lâu hơn ở trong giao tranh nhé, hỗ trợ nhiều hơn cho em sát thương chủ lực của mình. Bây giờ mình sẽ cường hóa thêm một chút về trang bị này. Đó, ok chưa? Xem nào. Nacha đúng không? Tam này dễ bay màu này. Ui, hết rồi. Đấy, sau khi mình nâng cấp Nacha rồi thì mình sẽ quay trở lại với cả em Mạnh Bà nhá. Đấy, cũng phải cho các em ấy thêm một tí chỉ số chứ, HP công các kiểu, phòng thủ vào cho em nó ok lạ hơn nhá. À, thêm một cái nữa để cho anh em có thể xây dựng đội hình nó khỏe luôn ở ngày đầu tiên ấy, thì trong phần tiệm này chúng ta hoàn toàn có thể tạo mới số lần nhá. Ngày hôm nay thì mình cũng đã tạo mới hết rồi anh em nhá. Để anh em làm gì để có thể là mua thêm cái thỉnh thần phù á. Cái này được giảm giá 20% thì x10 chỉ tốn có 2.400 kim nguyên bảo thôi. Ừ, được luôn. Ô, cái thỉnh thần đạt mốc của mình này chỉ còn lại có 19 lần nữa thôi là mình được 100 mảnh tướng đỏ tùy chọn đấy. Uầy, thế thì mình đầu tư luôn kim nguyên bảo anh em ơi. Mua luôn 18 cái vé nữa này. 10 này. Rồi, 18 nha. 5.400 này. Mua luôn. Thôi chết thôi, đánh lại mua 19 chứ. Lại Hồng Hải Nhi. Ảo thật đấy. Thêm 300 nữa đi. X10 phát nữa nào. Rồi, chư Bát Giới. Được luôn. Có 10 mảnh chư Bát Giới ok. Trong đội hình chính của mình đang sở hữu chư Bát Giới. Rồi, hoạt động hạn giờ này. Nhận thưởng luôn này anh em ơi. Túi này. Giờ thì mình sẽ sử dụng all-in vào ngộ không thôi nha. Mình sẽ mắc luôn này anh em này. Xem là nâng cấp ngộ không lên được bao nhiêu sao đây. Wow, amazing. À, mình nâng cấp lên thêm được bao nhiêu nhỉ? 1 sao nữa này. Đó, ủa, lên nhiều lực chiến nhỉ anh em nhỉ. Thêm phát thứ hai này. Úi xổ, ngộ không của mình lên 10 sao rồi này. Perfect chưa? Ủi, tiếc thế. 12 mảnh nữa thôi là mình sẽ lên được 11 sao anh em nhá. Wow, bây giờ mình đi vượt ải làm cái gì được thêm 10 cái thỉnh thần phù này. Làm luôn nhỉ. Em được cái gì không? À, Bất Động Minh Vương à. Nghe vẻ là cũng là một vị tướng thủ này. Bất Động Minh Vương đâu ấy. Cứ đây luôn ấy. Ui giời, đồng ý luôn. Đấy, ngon lành luôn. Bất Động Minh Vương nhảy vào đây rồi. Hợp lý nhỉ. Thế cho nên là cái việc xây dựng đội hình ở đầu game á, anh em cũng không cần phải quá lo lắng, do là tài nguyên của chúng ta thì hoàn toàn nó là kế thừa từ vị tướng này sang vị tướng khác. Nên nếu như anh em đi vận ải lần đầu tiên mà có chót thất bại tí thì anh em lại đổi tướng, biết đâu thay con khác vào nó lại ngon hơn sao, đúng không? Có đồ giám này, hợp lý luôn. Ô, ngon này. Ô mấy ạ, 46 à? Ôi, được thêm cái dương rồi anh em ơi. Trời ơi, ngon này. Cái gì đấy? 25 thỉnh thần phù. Ui được quá nhờ. Hợp lý này. Tiếp tục anh em ơi, thỉnh thần đây. Wow, Diêm Vương à? Ui, dương tiễn. Nhìn giống Tôn Ngộ Không thế. Giật ca mình. Mỗi tội là mấy thành tựu này mình chưa đạt được anh em ạ. Nhưng mà có thêm 63 cái hồ lô. Cố lên. Hy vọng rằng là cho thêm một em tướng đỏ gì nữa đi cho nó xịn xò con bò tí nào. Hồ lô tím. Trời ơi, cái tay nhở. Đây rồi, 3 cái hồ lô. Ủa, cái gì đấy? 10 hồ lô đỏ luôn. Ok, ảo thật đấy nhở. Ủa này, Lữ Động Tân này anh em, tướng đỏ này. Nhưng mà là Lữ Động Tân hơi tiếc, nếu như mà là Tông Hộ Không thì lại trời ơi luôn. Tiếp tục là hồ lô tím đi. Và đấy, lá gì? Trời ơi. Thêm không? 10 hồ lô đỏ. Anh em. Cái gì? À, có Tông Hộ Không? Oh my god. Cái gì đây? Phượng Hoàng này. Còn ai nữa? Ok à, chứ Bát Giới luôn. Ôi hợp lý nhở. Hay. Ngon rồi anh em ơi. Giờ thì mình sẽ nâng sao anh em nhé. Tức là đủ không? Ý giời ơi, vẫn thiếu 2 mảnh anh em ạ. À, khoan. Hình như trong túi của mình vẫn còn đấy. 2 mảnh đúng không? 1 mảnh mới cày chứ. Bực thế nhở. Ô. Biết đâu ở bên này mình mở 22 cái dương tướng đỏ ngẫu nhiên này, nó lại ra 1 mảnh nữa thì sao? Tung không đi. Có không? Ui giời, hợp lý luôn anh em ạ. À, lên luôn đi. Wow, lên 11 sao rồi anh em ơi. Lực chiến tăng nhiều thực sự luôn, từ 30 vạn lên tận 36,96 vạn luôn này. Rất ra gì và này nọ. Wow, lên 41 hạng lực chiến luôn. Được không anh em? Đấy, cái chay nhá. Ok, thì hy vọng rằng là video ngày hôm nay anh em tân thủ có thể hiểu cách build đội hình như thế nào cho nó hợp lý và làm thế nào để có thể nâng cấp được Tôn Ngộ Không lên 11 sao nhé. Và nếu như anh em muốn chơi game cùng với mình thì nhớ ấn tải game ở cái đường link dưới phần mô tả, hoặc có thể chơi trực tiếp trên web chơi ngay.vn nha.